Hoàng Anh xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả, và đặc biệt là quý vị khán giả trong trường quay đang đến với chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện. Mọi người đã sẵn sàng để bắt đầu chương trình ngày hôm nay chưa ạ? Yeah, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hôm nay cùng với Hoàng Anh sẽ là những khách mời rất là dễ thương. Xin được giới thiệu với quý vị. Đầu tiên là một người chị đồng nghiệp trong nghề mà Hoàng Anh vô cùng yêu mến, MC Liêu Hà Trinh. Chào anh. Chào chị Trinh. Xin chào chị, đẹp quá nha. Chào cả nhà, xin chào quý vị khán giả. Hãy cùng chào đón ca sĩ Thiên Vương. Xin chào anh. Chào Quang. Thiên Vương xin chào quý vị khán giả của Quyền Năng Phái Đẹp. Và chắc chắn là chúng ta không thể nào thiếu được một nhân vật rất là quan trọng để có thể đưa ra cho chúng ta những giải pháp hợp lý nhất. Đó là các chuyên gia tâm lý. Và ngày hôm nay hãy cùng với Hoàng Anh chào đón tiến sĩ tâm lý Quỳnh Giao. Xin chào các bạn, xin chào quý vị khán giả của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chủ đề vô tình hay vô tâm. Và đặc biệt là đối với những người phụ nữ ở trong gia đình, khi mà họ cần nhiều sự quan tâm đến từ người bạn đời của mình, thì những sự vô tình của người đàn ông đôi khi không có cố ý đâu, nhưng mà làm vợ thấy giống như là anh này không có yêu thương mình nữa. Vậy thì làm thế nào để mà phân biệt được giữa vô tình với vô tâm? Ngày hôm nay phải nhờ tất cả khách mời và chuyên gia của chúng ta cùng giải đáp với quý vị khán giả. Em ơi, em ơi, anh về rồi nè. Con đâu rồi em? Em mới ru cho nhỏ ngủ rồi. Sao mà nó cứ khóc hoài vậy? Dỗ mãi nó mới chịu ngủ á. Em bưng con vô phòng để cho con ngủ cho nó thẳng giấc. Thấy người có vẻ quể quải quá ha. Thôi mà, con nó còn nhỏ, ráng chịu cực tí xíu em ha. Nè. Sao vậy? Mẹ về quê rồi đó. Rồi tối nay có nấu gì cho anh ăn không? Em cũng định nấu vài món, nhưng mà em bắt nồi cơm xong cái em bị thấy mờ, nó bị chóng mặt á. Anh ơi. Hồi lúc tới giờ là từ cái em sanh con cũng là hơn 3 tháng rồi. Mà sao em cảm giác như là em chưa được phục hồi lại cái cơ thể của em á, nó chưa được bình thường trở lại á. Sao mà em lúc nào cũng thấy mệt mỏi mà khó chịu trong người sao á? Chắc là em bị tâm lý thôi chứ không có cái gì đâu. Với lại anh thấy em cũng ăn ngủ nghỉ bình thường mà có cái gì đâu. Anh có thiệt sự quan tâm em không vậy anh Tâm? Anh quan tâm đàng hoàng chứ bộ. Anh không nghe ông bà ngày xưa nói hả? Phụ nữ mỗi lần sinh con á là giống như mỗi lần thay máu vậy đó ha, là cơ thể sẽ thay đổi nè, chưa kể tâm lý nữa đó. Em ơi, thì thay đổi thì phải thay đổi thôi. Nhưng mà thay đổi là thay đổi có lúc mà em mang thai, còn lúc mà em sinh con rồi á thì cứ thế mà chăm sóc thôi. Em thấy anh nói chuyện giống như là anh rành cái chuyện sinh con này lắm luôn á. Mà ngộ quá à, trời ơi. Người ta là chồng phải không? Thấy vợ mình như vậy là người ta phải chia sẻ, người ta phải an ủi. Giống như là cái kiểu anh nói anh đang mỉa mai em gì. Em thấy anh không quan tâm em gì hết trơn. Trời ơi. Thì bây giờ vấn đề là đâu phải là một mình em sinh con đâu. Cả thế giới này biết bao nhiêu người phụ nữ người ta sinh con, làm như con mình ơn em sinh vậy đó. Đó, mẹ anh nè, rồi mẹ của em sinh con, rồi hai đứa mình cũng vẫn ổn bình thường chứ có cái gì đâu. Nhưng mà em thấy những cái lời nói của anh đang vô tâm với em. Anh nghĩ là em đừng có làm chồng trầm trọng hóa vấn đề lên. Anh vô tâm, anh vô tình dữ lắm luôn á. Anh thương em cho nên là anh mới phân tích đúng sai vậy cho em thoải mái cái tâm lý của em hơn thôi. Chứ có cái gì đâu mà em cứ càm ràm. Em nói thiệt nha, em lấy chồng là em muốn nhận được một cái sự chia sẻ, những cái sự quan tâm, chứ không phải lấy những cái người chồng vô tâm vô tình như anh vậy. Nè em. Anh lo đó, anh ngồi đi, đừng quan tâm gì đến tôi hết á. Ủa gì kỳ vậy trời? Cái này tôi phân tích đúng sai mà. Tôi có vô tâm vô tình không mọi người? Quý vị ơi, người chồng đang rất là tiến thoái lưỡng nan. Xin mời ý kiến của quý vị khán giả ạ. Xin mời chị. Xin chào mọi người, mình tên là Hằng. Theo em thì người vợ cũng hơi làm quá vấn đề lên. Còn người chồng thì không có hiểu là mình đã làm gì sai. Nếu mà cái vấn đề này thì em nghĩ là người vợ nên chia sẻ nhẹ nhàng hơn với người chồng những cái vấn đề gì ảnh chưa làm được. Và ảnh thì cũng phải cố gắng lắng nghe để chia sẻ và giúp đỡ người vợ nhiều hơn.
Dạ, xin cảm ơn chị. Xin mời anh ạ. Xin chào chương trình, tôi tên là Dương Chiến. Tôi thấy người chồng không những vô tâm mà còn vô tình nữa. Cái việc mà vô tâm vô tình thể hiện rõ nhất là so sánh vợ mình với những người khác. Những người khác là người ngoài, vợ mình là người ở trong nhà, không được so sánh như vậy. Trong giai đoạn sau sinh thì cái giai đoạn này là tâm sinh lý thay đổi. Cho nên cái việc mà dễ khóc, dễ giận và dễ suy nghĩ tiêu cực rất là nhiều. Cho nên nếu tôi là người chồng trong tình huống vừa rồi á, thì tôi sẽ quan tâm vợ mình hơn, nhiều hơn ở mức bình thường nữa. Và ở đây thì có anh Thiên Dương trong tình huống vừa rồi thì anh sẽ xử lý như thế nào? Dạ rồi, cảm ơn. Người đàn ông này vô tình nói ra những câu vô tâm. Bản thân anh không biết là anh nói những cái câu đó khiến làm cảm giác cho cái người phụ nữ họ bị tủi thân. Thì đối với bản thân anh là anh chồng này khi mà có con, thực ra là anh chưa có tìm hiểu được rằng là cái tâm lý của một người phụ nữ khi mang thai và sinh con như thế nào. Chỉ cần là một cái cử chỉ thôi, một cái ôm hay là một cái đi về thấy vợ, mình chỉ cần hỏi em có mệt không, hôm nay như thế nào, con ra sao, chắc chắn là người vợ cũng cảm thấy là mình có một cái sự quan tâm, là hay là một cái sự âu yếm ẩm con, mà cảm thấy là mình hạnh phúc với điều đó, thì chắc chắn là người vợ tự nhiên là những cái gì nỗi khổ cực hay là cái stress nó cũng sẽ giảm đi rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh Thiên Quân. Thì quý vị cảm thấy có thỏa đáng không ạ? Còn ý kiến nào khác không? Dạ, xin mời em. Dạ, em chào các anh chị, em chào mọi người ạ. Em tên là Hường ạ. Theo tình huống trên thì em thấy tại vì phụ nữ thì vốn là suy nghĩ rất là nhiều, hay tuổi thân, mà lúc mà sau sinh thì thay đổi rất là nhiều luôn. Thì nếu mà người chồng không quan tâm và không có chia sẻ với người phụ nữ thì dễ gây cho chị ấy trầm cảm. Dạ, cảm ơn em. Ở đây thì có một cái trường hợp thực tế luôn, quý vị. Gia đình chị thì có giống cái trường hợp này không? Khá là giống, nhưng mà ngược lại, chị sẽ là người vô tâm vô tình. Còn ảnh sẽ là cái người mà ngồi than là em đúng là cái người vô tình, vô tâm, em không có quan tâm tới anh gì hết. Thì may mắn là Trinh có mẹ chồng hỗ trợ, nên là mình có cái khoảng thời gian mà mẹ chồng chăm cháu thì mình sẽ chăm mình, nên mình không có bị áp lực quá mức. Ngược lại thì chồng của mình là một cái người rất là nỗ lực để mà cố gắng phụ vợ chăm em bé. 2 tháng sau sinh là Trinh bắt đầu đi quay, đi event rồi thì dẫn chồng đi theo. Cái bắt đầu em nói chứ là em rất là vô tâm luôn, anh rất là bực mình em luôn á. Em không quan tâm gì tới anh hết, hỏi tại sao em không quan tâm đến anh. Mỗi lần anh hỏi là em ơi bây giờ em mặc cái đồ màu trắng vậy anh mặc đồ màu gì, thì em sẽ nói là anh mặc gì cũng được, mặc gì thoải mái là được. Anh không có thích như vậy. Anh cần phải được quan tâm là ok, anh phải để tóc này nè, rồi anh phải để cái mặt của anh sao. Mình phát hiện ra là đối với mình thấy chuyện đó rất là dễ, nên mình mặc định là cái tiêu chuẩn của mình thì anh cứ mặc cái gì cũng được, thoải mái là được. Thì anh sẽ không thể nào mà hình dung được cái sự thoải mái là được đó là như thế nào. Trong cái câu chuyện này nó có 2 cái khía cạnh lận á, là phụ nữ thì đúng thật rất là cần được yêu thương, quan tâm và có những cái nhu cầu cơ bản cần được giải quyết, nhất là phụ nữ sau sinh giống mình đi. Nhưng mà mình cũng phải nhìn ngược trở lại là mình có đang làm quá cái vấn đề đó lên không? Mình có đang làm cho người chồng cũng bị trầm cảm sau sinh luôn hay không? Ảnh cũng nhu cầu cần được quan tâm, và do cái chuyện mà lệch tông không hiểu nhau á, là bởi vì mình không có nguyên tắc. Mình không có nói trước, ví dụ trước khi sinh mình nói thẳng luôn đi là anh ơi, em không có cần cái nhu cầu anh đút cho em ăn hay anh phải làm như thế nào để mà nuôi em, tại vì em có thể tự em bút đồ ăn ở ngoài về được. Em có má chồng em lo, thỉnh thoảng mẹ em mang đồ ăn qua. Nhưng mà cái nhu cầu kỹ hơn của em không có nằm ở thân thì ở nằm ở tâm và trí. Anh làm ơn là anh tập trung, anh có thể thỉnh thoảng anh thay tã cho con, anh làm gì đó cho con để mà em có cái tâm của em nó thanh thản, nó thoải mái. Cần phải xem lại ở 2 góc cạnh là hai người có đang tự đẩy nhau đến cái bờ vực thẳm hay không. Có nghĩa là không có sự đối thoại giữa 2 vợ chồng. Ai cũng im lặng với những cái mà cái bản thân mình tự tạo ra cái sự tiêu cực. Đúng rồi. Tính ra là nãy cũng có đối thoại nhưng mà hình như là cũng không hiểu được cái ý không của hiểu, đối phương không hiểu được cái ý, có nghĩa là không nói thẳng mà cứ nói mé mé mé. Nói lý thuyết, cứ nói vòng vòng. Cho nên anh mới nói là như cái là việc... chị Trinh là phải làm cái gì 1, 2, 3, 4 là em cần anh giúp cái gì thì nói thẳng ra. Đúng rồi, em thấy có một cái câu là nãy em nghe em bực lắm. Vì em đã từng là người được nghe câu đó. Có nghĩa là tất cả người phụ nữ trên thế giới này đều đẻ giống em mà, đều sinh con giống em mà. Đâu có gì mà là làm sao mệt quá, nghiêm trọng quá. Thật ra là lúc mà người đàn ông người ta nói câu đó, người ta cũng là một câu vô tâm. Nhưng mà giống như anh nói là vô tình nói ra câu vô tâm, chứ họ không thật sự là muốn làm tổn thương mình. Cái câu hỏi cuối cùng của anh chồng là tôi có vô tình hay là tôi có vô tâm hay không, thì hai cái từ này nếu mà mình xét về nghĩa của nó, cái ranh giới nó mong manh lắm.
Tại vì cái vô tình nó có rất là nhiều cái mức độ. Mình vô ý. Cái mức thứ hai đó là vô tình nó là không có chú ý đến đó. Không có chú ý đến. Nên là nhiều khi là vợ thì anh về, nhiều khi thấy vợ cũng mệt quá rồi ngủ thì anh nghĩ là vợ cũng ăn ngủ bình thường, nên là anh vô ý. Nhưng mà cái mức thứ ba của cái vô tình đó, đó là không có tình cảm. Đến cái mức này thì là nó có thể là chuyển sang một cái mức mình hay dùng cái từ là vô tâm, tức là không có sự quan tâm. Bởi vì người ta không có tình cảm nên người ta không có sự quan tâm. Nhưng mà nếu xét cho cùng mình nhìn từng cái chi tiết một á, thì mình sẽ thấy rằng là lời nói của anh, ảnh có thể vô tình nói một câu vô tâm. Nhưng mà chúng ta đánh giá một người là chúng ta sẽ đánh giá cái gì? Đầu tiên là mình thấy ảnh có ôm của vợ. Vậy là anh có quan tâm đấy. Nhiều khi là lời nói ảnh có thể là anh suy nghĩ, anh nói thế này thế kia. Nhưng mà rõ ràng cái hành động của ảnh là một cái hành động có để tâm, có sự quan tâm, vẫn có cái tình cảm. Nên là khi mà mình đánh giá người chồng của mình đó, thì mình sẽ phải đánh giá rất là nhiều cái khía cạnh, chứ không chỉ đơn giản là lời nói. Mà mình rất là đồng ý với lại Hà Trinh ở chỗ rằng là đàn ông á, người ta không có hiểu rằng là anh không quan tâm đến em, anh vô tâm. Thì người ta cứ, ủa, như thế nào là quan tâm mà như thế nào là vô tâm, người ta không biết. Bây giờ em muốn anh có tâm với em là vậy nè. Anh về anh phụ em là bắt nồi cơm lên. Anh về anh phụ em là gom tả, gom quần áo của con bỏ vô máy giặt. Anh về anh làm cái gì thì người ta dễ hiểu hơn. Còn bây giờ mà nói là anh vô tâm quá rồi, anh kêu ủa tôi đi làm về tôi cũng mang tiền về hết nè, tôi đi về nhà tôi cũng gọi em ơi anh về rồi nè, rồi tôi ngồi bên cạnh tôi cũng ôm em nè, mà kêu tôi vô tâm thì tôi cũng không biết làm gì là để gọi là có tâm nữa. Nên là mình mới nói rằng là phụ nữ của mình á, muốn nói với đàn ông cái mong muốn nguyện vọng gì thì cứ như Ly Huệ Trinh đi, là A B C gạch tích vô, là cụ thể ra người ta làm cho nó dễ hiểu đi. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi tiếp cái tình huống ngay sau đây, xin mời quý vị ạ. Anh về rồi mà sao không lên tiếng gì hết trơn vậy? Vì công việc của công ty còn nhiều quá cho nên anh giải quyết cho xong ra rồi. Mình đã làm cả ngày ở công ty rồi mà về nhà còn làm công việc gì nữa. Thôi anh dẹp đi, anh đi vô trong bếp á. Anh bắt nồi cơm giùm em đi, em đang vắt sữa cho con. Xong rồi á thì em ra xuống bếp á, em hâm lại đồ ăn hai vợ chồng mình ăn tối nha. Chờ đi, chờ 30 phút đi. Anh làm xong rồi anh cắm nồi cơm lên cho. 30 phút hả? 30 phút là tới khuya luôn á. Khỏi ăn cơm luôn hay gì? Cái gì vậy trời, anh đang làm việc mà em làm gì vậy? Bây giờ anh không xuống bắt đúng không? Em không thấy em đang giải quyết cái công việc hay sao? Bây giờ thôi để em bắt. Một tí nữa anh làm đi, có chết đâu vậy trời. Anh xuống dưới giùm em đi, anh bỏ đồ đạc của con vô trong máy giặt, anh bấm nút rồi anh phơi giùm em. Em sao vậy? Anh đã nói là anh đang giải quyết công việc mà. Công việc gì tối ngày anh ôm cái điện thoại laptop hoài. Dạo này anh vô tâm với gia đình lắm á. Em nói ai vô tâm? Em nhìn lại em đi kìa. Em sao? Có bao giờ mà em hỏi han anh không? Hả? Hỏi công cái gì? Công việc của anh như thế nào? Bị áp lực như thế nào? Em có hỏi không? Thậm chí nè, anh bị khan tiếng, anh bị bệnh nè. Đó, nói không nổi luôn. Em có hỏi anh là anh có bị sao không? Từ cái ngày mà em sinh con á, con người của em thay đổi hoàn toàn luôn. Lúc nào cũng càm ràm, lúc nào cũng trách cứ người ta là vô tâm. Anh cũng cần một sự quan tâm, một sự chia sẻ vậy. Hôm nay anh chắc tôi vô tâm với anh hả? Trời ơi, anh biết nói là từ cái lúc mà tôi sinh con ra, tôi không có đêm nào tôi ngủ ngon hết trơn. Còn anh thì sao? Anh chui vô trong buồng á, xong rồi anh ngủ thẳng cẳng anh luôn. Anh có quan tâm đến mẹ con tôi không? Anh ngủ để sáng mai anh còn đi làm. Ủa em ở nhà em không làm việc hả anh? Thôi, không nói với em nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi, thiệt luôn á, mệt lắm luôn á. Mệt là sao? Em nói cho anh biết nha, trước khi anh trách người ta vô tâm với anh thì anh coi lại bản thân anh kìa. Anh đã có tâm với người ta chưa? Quý vị có cách nào để giúp cho cặp vợ chồng này hay không ạ? Xin mời. Dạ em xin chào mọi người ạ. Em tên là Bích Lạc, chị vợ thì hơi quá cứng nhắc với chồng. Mà hai vợ chồng thì cũng không có cái tiếng nói chung á. Người vợ thì đòi hỏi sự quan tâm, nhưng mà người chồng thì cũng muốn là được quan tâm. Cảm ơn ạ. Xin mời một ý kiến khác ạ. Xin mời chị. Xin chào chương trình. Mình tên là An Vi. Thì theo mình nhận xét, chị vợ này cũng là một thuộc nữ đảm đang. Nhưng họ có thể là tất cả mọi việc. Nhưng có thể là họ về họ thử chồng mình. Tôi rất là đồng cảm với chị phụ nữ đó. Bởi vì đầu tắt mặt tối. Cho bữa nay chị phải cần chồng, phải là chồng ơi thế này thế kia. Thì chỉ cần người chồng tắt cái laptop thôi ạ. Công việc mình có thể giải quyết cả ngày rồi đúng không ạ? Chỉ 5 phút cho vợ thôi. Cúp máy xuống, em ơi em cần cái gì anh hỗ trợ.
chắc chắn người vợ đó sẽ không để người chồng làm. Đó theo cái quan điểm của mình. Nhưng cái anh chồng đó không hề tắt laptop mà là sự trả treo với vợ. Tôi không cần biết hai họ, hai người đó có một cái mâu thuẫn gì, nhưng người phụ nữ luôn luôn là người thiệt thòi. Đúng không ạ? Họ sanh, họ có thể đi làm được. Nếu mà để cương vị tôi đi tìm kiếm tiền rất là dễ hơn tôi ở ngoài tôi chăm sóc. Nhưng mà thiên chức người mẹ buộc tôi phải sanh con. Thì dĩ nhiên người chồng đúng hay sai cứ chịu nhường vợ mình một bước, đúng không ạ? Đúng không các vị ạ? Bởi vì sao phụ nữ mình đáng được nâng niu. Cảm ơn chị ạ. Rất là nhiều cảm xúc, sự đồng cảm giữa những người phụ nữ với nhau. Còn đối với cánh đàn ông thì sao? Xin mời anh ạ. À, xin chào tất cả mọi người, em tên là Tấn Tú. Sau cái tiểu phẩm này á, thì em thấy là thứ nhất là người chồng đã đi làm kiếm tiền bên ngoài rồi, bị áp lực doanh số là rồi có thể là về còn có công việc làm thêm ở tại nhà nữa, nó chủ yếu là chỉ muốn kiếm tiền để đưa cho vợ con. Thì em nghĩ là cái việc là người vợ nhờ người chồng làm một công việc gì đó tại gia đình, nhưng mà đang làm công việc dở trên máy tính mà, thì có thể đợi chút xíu nữa người chồng sẽ làm sau cũng được, đâu nhất thiết là phải cãi vã nhau. Mà người vợ này cũng không hề quan tâm người chồng nữa, bệnh hay là cái vấn đề gì đó cũng chả hèm quan tâm luôn. Cảm ơn. Nếu mà mình nói rằng là chị vợ quát tháo như vậy là không có nên làm áp lực cho chồng, chồng cũng kiếm tiền, thì mình chỉ thấy qua hình ảnh thôi. Nhưng mà chắc chắn em biết sâu thẳm của người phụ nữ Việt Nam á, họ làm được cái gì họ làm hết trơn, không có cần nhờ đâu. Nhưng mà họ làm cái điều đó quá nhiều lần, ngày này qua ngày nọ. Cái list công việc đó tưởng là việc nhà đó, nhưng mà nó lại có rất là nhiều cái gạch đầu dòng khác nhau trong cái thể trạng của người phụ nữ như là một con cua lột. Thì cái để cái diễn ra cái tình trạng đó chắc chắn không phải là một sớm một chiều, mà nó là giọt nước tràn ly. Có nghĩa là anh chàng này đã vô tâm và đã để cho vợ mình tự gánh cái nhiệm vụ đó rất là lâu, không có một người bà ngoại bà nội nào tiếp, cũng không có một người chị em họ nào hỗ trợ, không có một bà giúp việc nào được thuê về để đỡ đần cho người vợ. Thế nên người vợ mới bị stress đến mức mà bây giờ là tôi sắp trầm cảm rồi, tôi phải đưa ra một cái dấu hiệu tức giận để ai đó có thể nhận thấy cái dấu hiệu cầu cứu của tôi và giúp đỡ tôi san sẻ cái việc này. Còn anh chồng vẫn cảm thấy nó là một vấn đề là do tính khí của em, thì có nghĩa anh thật sự ở một cái tình trạng cực kỳ vô tâm luôn rồi. Nếu mà người phụ nữ họ có thể bình tĩnh hơn, họ tách bạch cái cảm xúc của họ với lại cái việc cần làm ở trong gia đình á, thì giống như chị Trinh chia sẻ là họ có thể thuê giúp việc, họ có thể đợi cái lúc mà ông chồng đang thoải mái tâm lý để mà ngồi xuống nói với chồng là tại sao không nhờ người giúp, tại sao anh không giúp em cái này cái kia. Cái này là từ cái kinh nghiệm bản thân em thôi, vì em đã từng trải qua và em đã từng tan vỡ luôn, là em đã không giải quyết được tất cả những cái vấn đề trong gia đình như thế. Và tất nhiên sự vô tâm của người đàn ông là có, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng là một phần ở cái sự mà quá cảm xúc và còn thiếu đi những cái kiến thức về xây dựng mối quan hệ trong gia đình của mình. Chị Giao thấy đôi vợ chồng này vẫn chưa lớn, cái sự trưởng thành về cái cuộc hôn nhân của họ chưa lớn. Cô vợ sau những cái lần ra những cái thông điệp là em cần sự quan tâm của anh, thì không nhận lại được cái sự quan tâm, mà cô không thay đổi cái phương thức để đòi sự quan tâm. Nên anh chồng lại vẫn tiếp tục là không có hiểu rằng là mình phải làm cái gì để cô vợ có thể hài lòng với cái việc quan tâm của mình. Anh chồng cũng vậy, khi thấy một cái sự phản kháng như vậy thì anh cũng không bình tĩnh để anh biết rằng là anh cần một cái lời vuốt nhẹ, hoặc là ví dụ như là ngưng cái laptop lại một chút là anh có thể hóa giải được cái câu chuyện. Thế nhưng mà anh lại muốn là giống như là trả đũa lại. Nam giới có bị stress hoặc trầm cảm sau khi vợ sinh không? Có đấy. Và họ cũng sẽ có những cái áp lực của công việc. Vậy thì mình phải hiểu người chồng của mình là như thế nào, phải kiếm tiền thêm để mua sữa cho con, để có những cái dịch vụ cho con, vân vân và vân vân. Thì ảnh cũng có stress của ảnh vậy. Thành ra là mình phải nghĩ rằng là à, ảnh cũng không biết bày tỏ cái điều đó. Và ảnh cũng bùng nổ lên là tôi khàn tiếng nè, tôi tắt tiếng nè, mà cô cũng đâu có biết tôi đâu. Mình phải hiểu tâm lý đàn ông. Là đàn ông kêu đó, bà đẻ đứa con ra, bà mê con hơn mê mình rồi, bà không quan tâm gì đến mình nữa. Và người ta cũng không biết trình bày cái nguyện vọng của người ta. Cái sự vô tâm này nó sẽ bắt nguồn từ cái suy nghĩ. Tại vì nhiều khi là người ta vẫn yêu thương nhau, người ta không có muốn vô tâm với nhau đâu, nhưng mà vì suy nghĩ. Vậy thì cái câu chuyện là mình đừng có đặt ra là ủa tại sao tôi thiệt thòi quá, tôi phải mang bầu cho anh, tôi đẻ cho anh. Và chính cái quan niệm đó thì mình lại đòi cái sự quan tâm nó bị over đi. Mọi người đòi hỏi sự quan tâm, nhưng để có sự quan tâm đó phải là sự thấu hiểu. Mà sự thấu hiểu ở đây là mình hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Khi mà mình thấu hiểu được nhau rồi á, thì cái việc mà mình trao thông điệp cho nhau nó đơn giản.
nó không phải là vấn đề nữa. Mấy bạn đang chia sẻ nói là anh chồng tại sao không gấp cái laptop lại. Nhưng bây giờ tôi đặt tôi ở vị trí người đàn ông đi, tôi đang cần cái deadline này, phải gửi số liệu, ký một cái hợp đồng này ngay lập tức, không thì tôi mất một cái khoản thu nhập rất là lớn luôn. Vậy thì tôi không thể gấp cái laptop này. Vậy thì người phụ nữ phải nghĩ rằng là nếu bỏ đồ vô máy giặt để giặt thì 30 phút sau vẫn bỏ được. Nó không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới. Tại sao mình không thay đổi suy nghĩ của mình mà mình phải bắt người ta phải thay đổi hành động của người ta? Thì nếu như mà mình suy nghĩ được, thấu hiểu theo như vậy thì mình sẽ thấy là câu chuyện này nó không phải là một cái vấn đề. Cảm ơn chị Bình Giao ạ. Vì có những cái thì bà xã mình có thể nóng giận ngay thời điểm đó, thì mình cũng ráng mình kìm lại một xíu để mà mình có thể mình qua cái chuyện đó đi. Bởi vì mình biết được rằng cứ bỏ qua, kệ. Nhưng mà lỡ mình xui xui mình không được ông chồng mà thấu hiểu như vậy thì sao? Thì em lại áp dụng cái cách mà chị Giao vừa chia sẻ rất là hay. Cái quyền năng nằm trong tay phái đẹp, nghĩa là do cái mã mình nhập vô đầu của người khác như thế nào để cho họ có thể phản ứng lại và phù hợp với mong muốn của mình là cái điều quan trọng nhất để chúng ta phát đi cái thông điệp ngày hôm nay. Cái kinh nghiệm của em nhận ra là nó rất cần thiết, đó là cái sự biết ơn. Mình mang thai, mình đẻ con là con của mình mà. Và nếu cái người chồng này giúp được mình cái gì đó, hoặc người mẹ chồng này, hoặc là người em gái ruột, hoặc là người cô dì chú bác gì đó giúp được cái gì đó, thì đó là họ đang giúp đỡ mình, hỗ trợ một tay cho mình. Mình biết ơn cái điều đó. Chứ mình không có mặc định là anh phải làm cái này, mẹ phải làm cái này. Mà mình có thể mình gợi ý, thay vì mình nói phải, mẹ phải giúp con, mẹ phải nấu ăn, anh phải làm cái này, anh phải thức đêm, thì mình có thể gợi ý cho họ những cái mong muốn của mình một cách rất là nhẹ nhàng. Và nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là mình rất là biết ơn. Vì là nếu như mà không có anh thức chăm con cho em lúc 12 giờ, thay tả lúc 4 giờ, thì chắc là em gục từ lâu rồi. Và em xin hứa với anh là cái thời gian này không có kéo dài đâu. Mình đừng để những cái bẫy của cái tiêu cực nó cuốn mình vào cái rạn nứt hôn nhân. Với số ngày hôm nay thì thấy rõ ràng là ở đây ông bố bà mẹ bỉm sữa không mà ai cũng quá là nhiều cảm xúc và dày dặn kinh nghiệm. Cho nên chắc chắn là quý vị khán giả cũng sẽ chắt lọc được rất là nhiều những bí quyết cho bản thân mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi lại những gợi ý ngay sau đây. Cái quyền năng nằm trong tay phái đẹp, nghĩa là do cái mã mình nhập vô đầu của người khác như thế nào để cho họ có thể phản ứng lại và phù hợp với mong muốn của mình là cái điều quan trọng nhất để chúng ta phát đi cái thông điệp ngày hôm nay. Nhưng có những cái thì bà xã mình có thể nóng giận ngay thời điểm đó, mình cũng ráng mình kìm lại một xíu để mà mình có thể mình qua cái chuyện đó đi. Bởi vì mình biết được rằng cứ bỏ qua, kệ. Nếu mà người phụ nữ họ có thể bình tĩnh hơn, họ tách bạch cái cảm xúc của họ với lại cái việc cần làm ở trong gia đình á, thì giống như chị Trinh chia sẻ là họ có thể thuê giúp việc, họ có thể đợi cái lúc mà ông chồng đang thoải mái tâm lý để mà ngồi xuống nói với chồng là tại sao không nhờ người giúp, tại sao anh không giúp em cái này cái kia. Mọi người đòi hỏi sự quan tâm, nhưng để có sự quan tâm đó phải là sự thấu hiểu. Mà sự thấu hiểu ở đây là mình hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Khi mà mình thấu hiểu được nhau rồi á, thì cái việc mà mình trao thông điệp cho nhau nó đơn giản, nó không phải là vấn đề nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại ở những số tiếp theo của chương trình Quyền Năng Phái Đẹp sẽ được phát sóng vào lúc 19:15 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Pink House thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Hãy đi đây. Để con đi nhà. Con đi nè. Khoan khoan, chờ ba. Cái tình ba đi kìa, tới ba đi mà. Tới ba đi hả? Con đi nè. Con đi nè. Nè, ba. Điều tuyệt vời nhất, con trẻ cần lắm nhu cầu chơi với cha mẹ. Khó nhất của là mẹ đây là nếu như con của mình không thương mình, không đáp lại tình cảm của mình, thì mình vẫn phải đảm bảo rằng tình cảm mình dành cho con bé nó vẫn phải luôn vậy, cho dù con mình có đối xử với mình như thế nào. Đó là cái sự bao dung của một người mẹ mà em chưa có thể học được ở cái thời điểm đó.